Xin chào những người hâm mộ PUBG Esports. PUBG Continental Series 3, giải đấu PUBG Esports cuối cùng của chúng tôi trong năm 2020, sẽ khởi tranh vào ngày 5 tháng 11. Và cũng như các giải đấu PCS trước đó, sự kiện dự đoán kết quả sẽ quay trở lại với rất nhiều phần thưởng mới vô cùng hấp dẫn. Sự kiện dự đoán kết quả bắt đầu vào ngày 28 tháng 11 dành cho người chơi trên PC, diễn ra trong vòng 3 tuần và kết thúc vào ngày 19 tháng 11, ngay trước khi các trận đấu của tuần thi đấu cuối cùng diễn ra. Trong thời gian này, các bạn có thể xem bảng xếp hạng giải đấu theo thời gian thực, thông tin về các đội tham gia và số liệu thống kê của người chơi tại tab eSports trong game. Các bạn cũng có thể xem thông tin về thành tích của các đội tuyển từ vòng loại khu vực hay cả những người chơi mà các bạn nên để mắt tới. Như trước đây, dự đoán kết quả có hai sự kiện: lựa chọn đội vô địch và đối đầu. Lựa chọn người chiến thắng cho phép bạn dự đoán những đội vô địch chung cuộc của từng khu vực. Để tham gia dự đoán, các bạn cần có phiếu bình chọn và bạn chỉ có thể bỏ phiếu cho mỗi đội một lần. Dự đoán thành công sẽ mang về cho các bạn 100.000 EP cho mỗi khu vực, và bạn có thể nhận được tối đa là 400.000 EP và có quyền khoe khoang nếu bạn dự đoán đúng tất cả các đội vô địch. Các bạn có thể nhận được phiếu bình chọn một lần nữa bằng cách mua các vật phẩm PCS 3, tối đa là 14 phiếu. Bạn cũng có thể nhận được một phiếu bình chọn miễn phí bằng cách xem những buổi phát trực tiếp livestream của PCS 3. Như thường lệ, những giao dịch của các bạn sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các đội tuyển, với 25% lợi nhuận từ vật phẩm của PCS 3 được chia cho các đội tuyển trên cả 4 khu vực. Lợi nhuận sẽ được phân chia giữa việc bổ sung tổng giải thưởng và chia đều cho các team tham gia. Hãy thể hiện tình yêu với đội tuyển của các bạn và tăng cơ hội giành chiến thắng bằng cách sắm sửa những vật phẩm PCS 3 mới. Sự kiện thứ hai của chúng tôi là đối đầu. Đây là một cách miễn phí để bạn kiếm EP bằng việc bình chọn đội chiến thắng giữa hai đội đối thủ. Các bạn có thể tham gia bình chọn mà không cần phiếu bình chọn hoặc mua vật phẩm. Giải thưởng EP được tính trên số phiếu mà mỗi đội nhận được. Bỏ phiếu cho đội tuyển yếu có thể có rủi ro, nhưng nó cũng có thể giúp cho các bạn kiếm được 7.600 EP nếu đội của bạn chiến thắng. Chúng tôi cũng đã bổ sung thêm một bản cập nhật nhỏ cho phép bạn biết bạn đang có bao nhiêu phiếu bình chọn và bạn đã bỏ phiếu cho đội nào trong trang tóm tắt sự kiện. Giờ đây, các bạn có thể nhận tất cả các phần thưởng của mình cùng một lúc. Bạn muốn kiếm phiếu bình chọn miễn phí và một lượng EP? Hãy chú ý theo dõi cho quá trình trực tiếp phát PCS 3. Nếu bạn thấy một code xuất hiện, hãy nhanh chóng nhập code đó vào game. Như vậy, bạn sẽ kiếm được một phiếu bình chọn miễn phí cho giải đấu. Thật là dễ dàng không nào? Chà, miễn là bạn nhận hơn mọi người là được. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận một EP bổ sung vào ví của mình bằng cách xem quà Trick và đấu vui. Trick hiện tại đã có trên cả console và Steam. Để tham gia, hãy đảm bảo tất cả các tài khoản mạng xã hội Trick và PUBG của bạn đều được liên kết và xem PCS 3 trên Trick. Các bạn có thể bắt đầu dễ dàng bằng cách truy cập trang account.pubg.com, đăng nhập vào tạo tài khoản PUBG nếu chưa có. Từ đây, bạn sẽ có thể dễ dàng truy cập và liên kết vào các tài khoản của mình. Sau khi liên kết, các bạn có thể nhận tới 30.000 EP chỉ bằng cách xem phát sóng trực tiếp PCS 3 trên Pick. Cuối cùng, giống như PCS 2, các câu đố ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trong buổi phát sóng PCS 3 trên kênh PUBG Global Esports Trick. Nếu trả lời đúng các câu đố, bạn sẽ nhận được EP. Và khi bạn đã kiếm được một lượng EP đủ nhiều, bạn có thể mua nhiều vật phẩm hấp dẫn, độc quyền từ PCS 3 trong cửa hàng Esports. Bạn có thể nhận phần thưởng của mình bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 và sử dụng EP trong cửa hàng Esports cho đến ngày 9 tháng 12. PCS 3 sẽ sớm khởi tranh. Vì vậy, giờ là thời điểm tuyệt vời nhất để tìm hiểu và lập kế hoạch chiến lược của riêng bạn. Tất cả 4 khu vực PUBG đều tham gia giải đấu, và khi bạn càng xem nhiều, bạn càng có nhiều cơ hội nhận được những skin độc đáo cho các trận đấu của mình. Chúng tôi biết năm nay là một năm khó khăn với rất nhiều người, nhưng các bạn đã giúp năm 2020 trở thành một năm tuyệt vời đối với PUBG Esports. Và chúng tôi rất mong chờ gặp lại một năm với giải đấu đỉnh cao nhất PCS 3 và sự kiện dự đoán kết quả.